Dạ. Tả lập tả từng bọng nữa, đủ thứ hết trơn. Rồi thì chị buổi tối là ngủ đây với bà luôn hả? Ngủ dưới đất. Ngủ dưới đất hả? Đây hả? Dạ Mấy cái chăn, cái mềm, cái gối đây hả? rồi, ngủ đây Rồi nằm dưới này hơi hãm sao? để Hả? tôi không có gì hết, để sống một ngày, sống ngày nào hay ngày nấy. Mà rồi thì con cái không có Có ai thăm còn họ bốn gì thằng trai, mà thằng em út á thì bỏ đi theo gái mấy năm rồi không có về. Rồi một ra một khẩu thì có mình mẹ với thằng con trai út với con nó thôi, bỏ đi hết trơn rồi. dạ con trai của chị Con trai út của mẹ trái của theo bà gái đi 6 năm nay rồi không có về. Rồi con nó đi ngoài miền Bắc luôn, ở ngoài miền Bắc có chồng ngoại luôn. Nó giờ bây giờ thì bây giờ ở với ổng ở trong nhà trong kia, chị ở trong kia, nhưng mà giờ thôi ổng ra đây sống với bà già, lo cho bà già là mới thôi cho mấy tháng nay thôi. chị cũng thôi chồng đi hả? Cái người nãy đó 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 ổng đó anh ổng có người khác rồi ra quậy hoài, hỏi người sớm kìa, ra người sớm quậy hả? hỏi Sao người quậy sớm gì? xỉn vô ra quậy, xỉn vô ra quậy à. Dạ kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để tới thăm nhà bà Bảnh quý vị ạ. Trước đây Thành Nguyên có tới thăm và cũng trao cho bà được cũng một số tiền. Sau đó thì có Mạnh Thường Quân cũng gửi cho Thành Nguyên thêm một số tiền nữa, nhưng mà Thành Nguyên đang ở ngoài miền Trung, không có đi vào đây được thì có nhờ em ca sĩ Phượng Kiều có tới thăm. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên lại trở lại đây cùng với một số tiền và một số quà nữa của các cô chú các Mạnh Thường Quân. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên trở lại đây cùng với một số quà của Mạnh Thường Quân nữa. Thì không biết sau thời gian dài như vậy thì sức khỏe của bà như thế nào, bệnh tình của bà ra sao, các con của bà có hay lui tới với bà hay không. Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để vào thăm lại bà nhé quý vị. Đi đi. Chào chị. Dạ con chào bà. Chào bà nha. Đây đây đưa mình cầm cho. Nói gì bà không có nghe không không biết Nhà mình có điện không chị, bật cho tí cho sáng ha. Mấy lâu nay chị khỏe không? Hôm đi làm chỗ có mấy bữa rồi thất nghiệp. Dạ, có nhớ em không? Nhớ Nhớ. nhớ thì giờ lại hôm đó cho mà giờ bà cụ mới chịu á. Dạ. Tình hình sức khỏe của bà mấy lâu nay sao chị? Bây giờ ỉ không được, ngày nào cũng cho uống hai bịch này nè mà không sổ một mấy ngày nay rồi. À vậy hả? Cái bụng thôi thì bữa hổm thì nó làm sắt gạt á, chứ hôm nay nó thấy Dạ. nó to. Chị có mua mấy cái ống bơm đất không? Có. Bơm ngày hai ba ống luôn mà không không Dạ. có phân À vậy nước hả? không à, Chị em hỏi sao cái tay của bà bị thâm vậy, bị không bầm biết vậy? nữa, không biết nữa, Có bị té đâu không? không có té. Dạ Vậy hả? không té đâu Dạ. chứ, tưởng thâm nó chỗ vậy thôi rồi. Giống như nó dấu lỡ thì hết rồi, dấu lỡ hôm nay ở nhà săn sóc hết lỡ rồi. Dạ. Lỡ hết Cái lưng bà sao rồi này chị? hết rồi Được hết rồi hả? săn sóc ở nhà đó Dạ. hết rồi. Cái là mấy lần trước là nó bị Ờ lồi là hết ha? trước bị vướng máu thường lừ nha, Dạ. giờ hết đỡ rồi. Dạ. Săn sóc sáng cho quay ra ngoài rồi chiều cho quay vô trong. Đỡ lắm rồi, bị gì Mạnh Quân cho mấy cái thuốc này nè, cho mấy chân thuốc bơm mát thì đã sức đỡ ghê luôn á. Mạnh Thường Quân cho á, Dạ, thuốc mấy bơm lâu nay mát cũng có Mạnh Thường Quân gửi hả chị ha? dạ Dạ. rồi rút gân rồi nếu như không được mày muốn hơn Đúng này rồi, chân tay nó quẹo hết rồi. anh biết không nằm để gì biết nói Đúng rồi. bị gì không ai chăm sóc, có mình đi làm Bà thấy đỡ trong đi. người sao bà, mệt không? Không biết gì Lẫn trơn á, 90 tuổi rồi. nhà 90 Dạ. à, rồi chị Dạ. rồi trong cái thời gian qua đó thì rồi các con của bà có chạy đi Không. chạy lại không? Trời ơi, có thằng ở Cao Lãnh thì cho được 400 ngàn em đó, rồi người anh thì ở trên cây cảnh nè, đi qua lợi hoài, không có gì hết á. Nên hỏi người đó sớm đi biết kìa, Dạ. sớm đó.
không ai lo. Mình chị không luôn. Kiếm mới được kiếm dừng làm mới về. Rồi mấy lâu nay chị làm gì? Thì đi làm với ngang bệnh viện nhà thuốc Lê Dung đó, ngang bệnh viện đó. Bữa đó làm nhà thuốc hả? Làm việc nhà cho cái nhà thuốc Lê Dung, vợ của bác sĩ á. Rồi làm được 16 ngày và bắt đầu bữa đó chóng mặt nghỉ có ngày cái người ta cho nghỉ luôn. Được sao đuổi luôn? Giờ là tiếp việc làm. Dạ. Chứ không làm đâu, mai mẹ con ngày ăn cũng cỡ 50 ngàn, 30 ngàn, rồi sáng mẹ ăn 10 ngàn, 40 ngàn. Rồi đồ ăn uống là 30, 30 35, 40 ngày, khoảng 50, nó không đi làm chuyện nó sống. Dạ. Rồi tả lập tả từng bọng nữa, đủ thứ hết trơn. Rồi thì chị buổi tối là ngủ đây với bà luôn hả? Ngủ dưới đất. Ngủ dưới đất hả? Đây hả? Dạ. Mấy cái chăn, cái mền, cái gối đây hả? Rồi nằm dưới này hơi hảo sao? Hả? Để cũng không có gì đó. Để sống một ngày. Sống ngày nào hay ngày nấy. Mà rồi thì con cái không có ai thăm. Còn bốn thằng trai mà thằng em út thì bỏ đi theo gái mà mấy năm rồi không có về. Rồi một ra một khẩu thì có mình mẹ với thằng con trai út với con nó thôi, bỏ đi hết trơn rồi. Dạ. Con trai út của mẹ theo gái đi 6 năm nay rồi không có về. Rồi con nó đi ngoài miền Bắc luôn, ở ngoài miền Bắc có chồng ngoại luôn. Nó giờ bây giờ thì bây giờ ở với ổng trong nhà trong kia, chị ở trong kia, nhưng mà giờ thôi ổng ra đây sống với bà già. Lo cho bà già. Là mấy thôi chị, mấy tháng nay thôi. Chị cũng thôi chồng đi hả? Đó đó ổng đó. Ra quậy hoài hỏi với người sớm kìa. Người quậy hả? Hỏi sao người quậy? Sớm chị? Xính vô da quậy, xính vô da quậy à. Vậy hả? Nó ngửi sớm kể cho nghe, tôi không có nói láo đâu thiệt. Tội nghiệp chứ. Xính da quậy là có chiếc xe là ông đa à, đầu lên đầu xuống không có xe làm, không có đi xe đạp đi không nổi. Mạnh Hùng Quân cho xe đạp đó, xe đạp trước á. Rồi ở sớm nó thấy vậy thôi, đưa xe cho mấy đi làm đi, mới nuôi bà già. Đưa xe xanh nãy đó, mà đưa cháu ngoại đi học á. Dạ. Xe xanh nãy chị chạy về đó là của ổng á. Dạ. Chứ hôm đó không có xe đạp, không có xe Honda đi. Ở sớm nói quá trời, ổng đưa đó. Khổ lắm chứ, hoàn cảnh làm ở đợi nhiêu nuôi. Rồi thế con cái của chị sao? Ở có đứa gái nữa sống với bà, với ổng. À, vậy hả? Ừ, sống với ổng. Mà sao không về đây sống với chị? Rồi dễ gì nó theo ổng rồi. Người sớm thì mà kể cho nghe với bà. Dạ, rồi để lát nữa em để hỏi mấy chị hàng xóm xem. Ba mấy rồi? Ba mấy? 36. Nãy cháu ngoại đó, lấy xe rồi cháu ngoại lúc đó. Lúc nãy em có gặp ngoài cửa rồi. Dạ, dạ. À, thì thưa với chị rằng là ngày hôm nay em có nhận được một số quà của Mạnh Thường Quân bên nước ngoài đó. Dạ. Có gửi nhờ em đi mua giùm cho bà đó. Thì đây là có hai bịch tả này. Dạ, dạ, hai bịch tả với một thùng là 4 dây sữa, 4 lốc sữa Ensure ha. Dạ dạ. Dạ, dạ. Để bà nó còn có cái để mà uống. Dạ. Cảnh quá. Vậy ngày hôm nay đó chị, ngày hôm nay ngoài cái số quà này đó thì em cũng xin tích trong cái quỹ của em ra thêm một số tiền nữa để hỗ trợ thêm cho chị ha. Chị cảm ơn cưng nhiều lắm, người hoàn cảnh quá khổ, xe không có đi nữa, nó thiệt luôn. Ổng cho chiếc xe đi làm mà ổng ra ổng đầu lên đầu xuống hoài luôn. Dạ. Mà cái xe đó là xe đạp. Xe của ổng, xe Honda, chiếc xe xanh nãy đó. Ổng dẫn em ra em xem. Xỉnh vô ổng ra ổng đầu giật tới giật luôn, mà không giật cái ổng vô số bắt đầu té cái ập xuống luôn. Sớm ai ổng nói tưởng gãy càm không đó. Xỉnh ra ổng lấy xe đó giờ mình giật lại. Dạ. Khổ lắm. Thưa rồi ra tò mà chưa xong. Là bây giờ là mới chỉ ly thân thôi đúng không? Có đơn vô tòa rồi mà chưa kêu. Dạ. Nó mang nhậu mình nuôi ổng quýnh đập hoài. Nổi thôi, ra sống cho bà già đi. Có mắm vì, muốn. Cũng chỉ vì là cái lý do là chị ra đây đi chăm mẹ rồi là mới xảy ra cái chuyện đó hả? Dạ. Chứ trước đó thì vợ chồng chị vẫn bình thường đúng không? Ông nói con gái ăn cơm ngủ vào ngoài. Có mấy thằng trai sao mày không lo, mày lo bà già mày. Nó nhậu bứt đập. Dạ. Đòi đập cái chảo cá lên đầu đi.
chị không có trả lời cho mình biết lỗi, mình làm tin kệ mẹ mình lo, thà là mình thôi chồng mình lo mẹ mình chứ không ở đó được được. Hôm nay ông ỉ á, được mẹ chồng cũng chết nên cái bụng nó phình lên. Bữa hộp có bệnh bụng có sắc rạc dưới hà, nay 13 ngày không ỉ á. 13 ngày rồi. Dạ, ngày mới đầu người ta kêu uống một gói, giờ ta nói nặng quá đi, giờ uống hai gói đi cô đi không? Rồi cái gói này là gói gì chị? Ỉ á. Để đi cho nó dễ đó ha. Đi ở sổ á, uống cho sổ nha. Dạ. Nhưng mà chị thấy uống vào thì nó có đỡ. Hai ngày nay nó ra nước không mà. Ra không nước có phân. Nhưng mà bình thường thì bà ăn ăn được gì? Bình thường ăn được. Cũng ăn cơm giá đồ cơm, giá cơm chén canh. Có rau đồ bình thường cho ăn nhiều lắm nhưng mà nó chạy về đâu muốn tiêu hết trơn biết nữa. Dạ. Bác sĩ nói là ăn vô và ra không được là có ngày có chừng tử vong. Dạ. Bởi vì chứa quá trời chứa vô rồi đó, bị hư đường ruột rồi. Mấy năm nay vậy không đó. Dạ dạ. Chứ không phải mới đây. Dạ. Chị, mấy năm về trước đó, chị mà ăn được nên chị cũng xăm môi, xăm chân mày. Mấy năm về sau nè mà ăn thất bại nên khổ, chứ mấy năm về trước mà ăn được lắm. Dạ. Mà ăn cũng phải có thất bại, giờ khổ. Mạnh Quân cũng mới thấy người ta sớm viện là ta thấy khổ nè, rồi người ta đưa lên Mạnh Quân cũng có giúp đỡ mấy năm nay. Dạ. Dạ, mấy năm trước không có, bởi vì khá rồi không có. Vậy là mấy lâu nay là chị thất nghiệp hả? Có làm gì hả? Dạ, thất nghiệp mần được có 16 ngày ở dưới ngang bệnh viện Sa Đéc đó. Giờ có bác sĩ Phương Châu đó. Bữa đó chóng mặt quá trời, đi sợ té bị ta biến đi nữa, ai lôi bà già thôi mình xin nghỉ một bữa. Xin nghỉ một bữa người ta cho nghỉ luôn. Dạ. Giờ mới đi xin việc làm về thất thì đó, rồi đưa xe cho cháu ngoại nó đi học đó. Dạ. Cảnh quá khổ. Thì có bữa chiêu phục dịch cho bà già ăn, không có tiền mua ăn, nó bị thất nghiệp đâu có tiền đâu mua, đâu có ai giúp đỡ cho mình. Còn em ở Cao Lãnh thì đưa tháng 400 ngàn, tới tháng nó mới đưa. Lần trước á, thì cũng có một mạnh thường quân có gửi tiền cho em. Dạ. Nhưng mà em thì đang ở ngoài miền Trung đó, không có đi vào đây được. Dạ. Thì ra là em phải nhờ anh Tuấn Vĩ. Thì anh Tuấn Vĩ thì lại có. Cũng kẹt công việc là sau để chuyển qua cho em Phượng Kiều đây. Để em có tới thăm. Dạ. Dạ. Có, hôm đó dạ. Có Tuấn Vĩ cho. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì em có nhận được những cái món quà như vậy đó, sữa và tã vậy đó. Dạ, thì có tã mừng lắm. Bây giờ bị gì tối là bằng ngày thả lỏng ở chuồng, bằng đêm thì bịt miếng cho nó rút cho nó ngủ ngon thôi. Chứ nếu mà bịt nguyên một ngày thì ba miếng là 20 mấy ngàn tiền nó chịu nổi. Bịt đêm miếng thôi, bằng ngày thả lỏng rồi để nồi dẻ thì mình giặt nồi dẻ mền vậy đó. Kìa phơi ngoài vậy, nó có ngủ dưới rồi đẻ thì dẻ trên. Đó giờ mình lấy nồi dẻ ra mình thay. Đó. Chứ mình tả chịu nổi, không có tiền. Dạ. Là có nghĩa là khi mà hết tả là chị phải lấy cái vải. Lấy mền nó dọc ra, rồi lót ra lấy mũ, rồi để vô đáy. Đáy xong rồi lấy ra giặt nữa, rồi lót ra nữa. Đêm được miếng này để bịt lại cho nó rút vô bà mẹ ngủ ngon thôi. Có nghĩa là ít nhất là phải một ngày một miếng. Hà tiện là ngày một đêm một miếng. Nếu mà không nếu mà không hồi tiện đó là một ngày ba miếng sáng trưa chiều. Thì không biết là chị tên gì mà em quên mất rồi, lâu ngày quá. Chị Mai ha. Đúng rồi chị Mai. Bạn Điền cầm cho mình cái máy chút xíu này, nhờ bạn tí ha. Thì ngày hôm nay thì ngoài cái số quà là hai bịch bỉm tã và một thùng sữa Ensure là có 4 lốc trong đó. Là của hai sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng ở Mỹ. Thì em cũng xin trích trong cái quỹ của em ra với số tiền là 5 triệu đồng. Em gửi thêm cho chị nhé. Thì 5 triệu đồng này thì em xin trích trong cái quỹ của em ra. Đó là của chị Mỹ Châu ở bên Mỹ là 3 triệu. Và nhóm Phật tử Huệ Phước ở Canada do anh Kiệt Đoàn làm đại diện, thì trong đó là có Mai Trung, Tiệm Thịt Nhân Nghĩa, Hương Phú, Nhà Hàng Đồng Khánh, Dung Bùi, Trinity, Hai Salon Chatter, My Bro Mao, Kim, Loan Ni, Ken, Quyền, Bình, Bù Tang và anh.
là những anh chị trong cái nhóm Phật tử Hồi Phước ở Canada đó. Dạ. Thì em xin tích trong cái nhóm này thêm 2 triệu nữa. Dạ. Tổng số tiền là 5 triệu chị nhé. Dạ, dạ. 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 Để em gửi cho chị. Đây chị ha. Dạ. Đây là số tiền 5 triệu bởi vì là tiền của Mạnh Thường Quân đó. Cho nên em phải đếm công khai chút xíu nha. Dạ. 1, 2, 3, 4. 4 triệu rưỡi, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50 ha chị ha. Dạ, dạ. Là 5 triệu. Dạ. Thì trong 5 triệu này là có nhóm Phật tử Hồi Phước ở Canada đó, là 2 triệu và của chị Mỹ Châu ở Mỹ, 3 triệu. Dạ. Còn cái số quà này là của hai sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng ở Mỹ. Chị ha. Dạ, dạ. Chị cũng hoàn cảnh chị cũng khổ, chị rất cảm ơn Mạnh Quân giúp chị số tiền với tã sữa cho bà già. Dạ. Chị rất là cảm ơn Mạnh Quân. Thì hoàn cảnh của chị với bà đây thì trước đây em cũng có đến và cũng dạ, cập nhật có, lên cho dạ. cộng đồng ai cũng biết rồi. Dạ. Thì ngày hôm nay em trở lại đây thì ngoài cái số tiền và quà này thì ngoài ra thì em cũng chỉ biết động viên chị thôi. Dạ, chứ bây giờ dạ. biết sao giờ. Dạ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chị ha. Dạ. Dạ. Cưng động viên lên dạ. giúp cho mẹ với chị thì chị rất mang ơn cưng nhiều lắm. Dạ. 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 Thì sau ngày hôm nay. À, em sẽ đăng tải cái video này lên dạ. để nếu như các cô chú các mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước mà có đồng cảm với hoàn cảnh của chị đó ừ. thì em sẽ còn trở lại đây nữa dạ. và sẽ thăm hỏi lại gia đình ha. Dạ dạ. dạ. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là tốt dạ. đối với chị. Bà ơi ngủ hay sao ha? Bà nằm vậy ha? Dạ. Bà ơi con về nha. Bà ơi, con về nha. Bà giữ sức khỏe nha. Cũng muốn nói chuyện lắm đấy, nhưng mà không nói được. Dạ. Thôi chị ha. Dạ. Rồi là có gì em nhiều lắm thăm hỏi lại gia đình sau ha. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Chào các cô, chào chị. Dạ. À, dạ em chào chị. À, em vừa mới vào thăm cái hoàn cảnh của chị Mai đó. À, thì chị có thể chia sẻ thêm những cái góc khuất sau cái có, mà đó giờ cũng có anh em mà giờ chị khổ quá, giờ một mình nó bả lo không đó. Dạ. Ai đầu lo, chứ dạ. anh có anh em cũng như không à. Dạ. Đó, giờ bả làm đi làm, đi làm phải về đi làm chứ chưa về thì cũng về lo cho bả đâu đi xa được. Dạ. Thì không ngày bệnh nó mặn mà có mấy ngày nghỉ là nghỉ người ta đuổi luôn đó. Giờ phải đi kiếm chuyện làm. Dạ. Mà xe thì không có đi. Ừ. Đó, ở với thằng chồng nó vậy đó. Nhậu khi gậy hoài quýnh đâu hoài với chị đâu có nổi. Dạ. Phải ra đây quýnh dạ. hoài chị đâu có nổi. Đó. Chưa đâu có nổi đâu bây dạ. giờ ra đây tội nghiệp bả thôi bây giờ cậy giúp đỡ gì cho bả cũng tội nghiệp rồi bây giờ bả lo không anh em nhóc ở trường ai đầu lo dạ. không ai lo hết trơn á dạ. giờ ổng giờ ổng hồi nãy thôi đỡ chứ một lần là ra quậy vậy đó à, lần là ra quậy nãy thôi đỡ ai nói chứ không ra quậy đó dạ. như tại lợi để cho gạo này kia nó hơi đựng cho này ổng ghen lắm là ổng xui vậy hả ừ không có cũng như là bà ở sớm nè sớm à. Thương quá lắm không ý là ông chồng của chị Mai chồng là ra là nói bảo là đừng à, có cho hả ông kia tự kêu mấy người kia đừng cho sao ngồi vậy à, chứ đừng cho đi quýnh bạn bạc này kia trời à. Nó khóc biết nhiều đó dạ. Thì có nói ông ghen à, ghen hả ghen ừ ghen dữ lắm dạ. mà ghen cái gì mà ghen là bỏ nhìn anh em nhóc ở trơn đó theo vậy là để nuôi dạ. mình để lo một mình vậy không đi mặn đấy mặn nếu có mặn đấy không có chiếc xe kêu họ để chiếc xe có lấy chiếc xe là đi mình quân cho xe đạp đó dạ. chạy đâu có nổi xa chạy đâu có nổi ừ. mà sao mượn nữa rồi nói hiểu giờ trả tiền không biết trả cho nó mượn chạy đấy chút xíu cũng lấy lại ừ. nó xe nãy chạy về cho thằng cháu đó dạ. vậy đó thấy tội nghiệp cậy lo gì cũng đỡ lo cho bà đi người nào dạ. bà chăm tôi già đi bác cũng đi làm người không đâu có ở ừ. nhà đâu là nhà chị là sát vách với bà đây luôn ừ. hay gì ừ ở đây là trời ơi ra chơi hoài gì sát dạ. luôn đó dạ. ở chơi hoài gì ừ. chị em ở đâu nhỏ lớn mà dạ mà chị cũng không có thấy mấy người con của bà lui tới đây á gì không có ai chứ có mình bà không có ai đâu dạ. có người nào chứ có mình bà không đó số tỷ vậy ta ai có biết đâu mà con trai đâu á chị trai chị mà không lo dạ nếu vậy bà mới nói những gái ừ. không biết bỏ mẹ mình nó phải dạ. lo chứ sao giờ thì măng mà cũng khổ cực khổ cũng chết luôn gặp chồng thì cũng nhậu quậy quạng hoài tối ngày dạ thôi vậy cũng mừng cũng tội nghiệp chị Mai ha chị ừ. làm về thăm chăm cho bà bởi vậy chứ sao giờ ừ.
Rồi, ok, cảm ơn những chia sẻ của chị nhiều nhé. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ, 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 dạ. Dạ. Đâu nào cho em xem cái xe máy của chị là cái xe nào? Xe đạp hay là xe máy? Xe đạp. À. Không, nó là cái xe máy mà ông cho chị đâu? Ông cho nhỏ nó lấy đi học. À, lấy đi học đấy hả? Ờ, Mạnh Thường Quân cho xe đạp này. Ờ, Mạnh Thường Quân cho xe đạp này. Dạ. Cho em hỏi này. Cái xe mà ông cho chị hay là cho chị mượn? Ổng đòi bán, đưa ổng hơn 1 triệu. Giờ hỏi bán nhiêu nữa, đi làm kiếm tiền, đưa từ từ nó, ổng họ không bán. Bây giờ nhậu xỉn ra thì lấy ra đầu chiếc xe gịch để hoài. Dạ. Bây giờ là em hỏi là cái chiếc xe đó trị giá nó khoảng bao nhiêu tiền? Chắc 3 triệu. 3 triệu. Ờ. Thế thì bây giờ chị trả luôn trả cái xe đó cho ông đi. Trả luôn. Là ông không có có cái lý do gì để mà ra làm phiền mình hết á. Ừ. Rồi chị lấy cái số tiền mà em vừa mới gửi cho chị 5 triệu đó. Dạ. Đó, đúng lý ra là em gửi cho chị 3 triệu. Dạ. Nhưng mà em đó là em tích thêm đó. Là em tích thêm 2 triệu là thành 5 triệu đó. Dạ. Thì chị cứ lấy trong đó ra. Ừ. Chị mua một cái xe nào đó mà có thể đi lại được. Ừ. Rồi đỡ đi. Dạ, dạ. Ông đỡ làm phiền ha. Dạ, dạ. Rồi sau này mà có các cô các chú các Mạnh Thường Quân mà có ủng hộ hỗ trợ gì thêm á thì em sẽ lại ghé qua. Dạ. Dạ. Chứ đừng có nhậu xỉn ra là gửi chiếc xe hậu hai cách hai ba ngày nay nè, ông vô số cái mình giật lại cái bắt đầu té ập xuống hỏi này coi tưởng nghỉ càm rồi đó. Có tiền trả thì nói thẳng qua đi. Hôm nay có tiền đàng hoàng, phải không? Rồi trả đứt kia đi gì đó, nó phải đàng hoàng mới được nha. Chứ bà lạnh mơ là mấy tờ nữa. Nói cho mà nghe một lẽ như vậy nè, tại vì hai chồng á thôi chưa thôi, chưa có ra tò. Thành ra ổng có quyền ra đây kiếm không, chuyện được. Cái chuyện mà ông đi ra đây á là ông có quyền. Nhưng mà cái xe của ông á mình trả lại cho ông mà mình mua xe bằng tiền của mình đó. Thì ông không có cái lý do gì để mà ông làm phiền mình hết á. Ông không chịu. Trả tiền còn bà bỏ chịu nó luôn đi. Mua ông không chịu. Mà trước đó là chị trả cho ông 1 triệu rồi. Trả lương trước là giống như trả góp vậy hả? Bởi vì chị làm ăn thất bại, chị khổ nên chị cầm cái quẹt xe của ổng. Xe đó, xe xanh đó. Rồi bây giờ là bây giờ mình phải mua chiếc xe đó để không thôi là ổng ra ổng đòi cầm quẹt xe ổng quậy hoài. Đó. Rồi cái cà phẹt nó đâu? Cầm rồi. Cầm rồi bây giờ có lấy lại được không? Không. Sao vậy? Nhiều quá. Bỏ luôn, bỏ quẹt luôn rồi. Bây giờ nó nói nhậu vô ông giam kiếm chuyện cái cà quẹt hoài thôi, giờ bắt buộc mình mới mua xe đó để mình chạy đi làm, không có giấy luôn. Dạ. Vậy á. Mà cái xe đó trị giá có 2-3 triệu thôi ha. Này nữa đây được số tiền này chị đưa cho ổng rồi cho ổng hết quậy nữa rồi mình lấy chiếc xe đó. Chứ mình thì giờ cũng mình được, mua cũng xe được. Khác là không có được, bởi vì mình vô thấy kẹt rồi, mình lấy cái quẹt của người ta mình cầm. Không, nhưng mà trước mắt chị ra chị hỏi người ta đi. Ừ. Nếu như mà người ta mà lấy cái mắc hơn á thì người ta cũng không, bây giờ ông bán nhiêu cũng phải mua. Bị mình vô thấy kẹt mà lấy cà quẹt xe ổng mình cầm rồi, bây giờ nếu mình ổng giao ông quậy hoài, ổng nói đưa cà quẹt xe ổng, đưa quẹt xe ổng hoài thì mình đâu có mình đưa. Mình đưa người ta giữ cái cà quẹt xe mình thiếu tiền người ta đó, người ta giữ rồi. Vậy đó. Nhà cái người ở kế bên nào thì em đang nói á là chị cầm cái cà quẹt xe đó ở đâu? Chị ra chị xin người ta lấy. Ta thì không cho. Là chị có nói rồi hả? Có nói rồi, không cho. Thì thôi không cho thì người ta ôm luôn đi thôi. Thì ôm luôn, bây giờ đây xe đó con kiểu như không giấy rồi, kệ chạy sống qua ngày. Thì cái xe 2-3 triệu mà cầm cà vẹt triệu mà không cho lấy thì giữ đó chứ cái cà vẹt đó không đâu làm được cái gì. Trời, người gì mà không có cái tình rồi. Gì trời. Thì người ta khó khăn thì người ta mới cầm chứ. Chị nay bác có tiền mới vô mới đưa. Dạ, bác đưa 2 triệu nó là được rồi đó. Dạ. Dạ. Chị đưa sẵn có tiền này cưng giúp chị nè, vô đưa đó chứ. Ổng hỏi nhậu quậy hoài, ổng tin hỏi mới ngửi sớm này coi. Khổ lắm. Thôi bây giờ như thế này. Chị hỏi ông á là lấy thêm bao nhiêu tiền cái xe đó nữa. Chị giá 3 triệu mà chị đưa hết 1 triệu rồi, đưa ông 2 triệu đi. Vậy thì đưa luôn 2 triệu nữa cho nó xong. Dạ. Làm vậy cho nó. Dạ. Ổng ngày nào cũng nhậu hết trơn á. Rồi ra bắt đầu kiếm chuyện. Dạ. Yeah. Thôi được rồi, như vậy đi chị nhé. Dạ, là chị cảm ơn. Hôm nào đó có các cô chú các Mạnh Thường Quân mà có thương đó thì em sẽ trở lại đây nữa ha. Dạ dạ dạ, trước mắt là vậy đã. Rồi chào các chị nhé. Dạ, chào các anh cô. Anh ủng hộ tiếp giúp em vậy thôi. Dạ, không chơi vé số gì. Dạ ok quý vị, cái hoàn cảnh của chị Mai đó thì trước đây Thành Nguyên đã đến đây thăm và đăng lên một cái bài viết của hai mẹ con thì quý vị cũng đã nghe rồi. Cái bài viết trước đó Thành Nguyên có để cái tiêu đề rằng một mẹ có thể nuôi được 10 người con nhưng 10 người con chưa chắc đã nuôi được một người mẹ. Và nó đúng là như vậy đó quý vị ạ.
con cái của bà thì rất là đông, nhưng mà không có ai lo lắng được gì cho bà ngoài người con gái của bà, đó là chị Mai. Dạ, và cái hoàn cảnh của chị Mai thì lâm ly bí đát cũng không có kém. Khi về chăm sóc cho mẹ già 90 tuổi thì cũng bị chồng hắt hụi và đuổi ra khỏi nhà. Rồi có một chiếc xe máy cũng hết đát rồi, trị giá khoảng 2-3 triệu nhưng mà cũng đi ra quẩy chị Hoài. Thì Thành Nguyên cũng có gửi thêm cho chị một số tiền, đó là 5 triệu đồng từ quỹ của Thành Nguyên. Thì hy vọng là chị sẽ giải quyết êm cái việc này để cho ông đỡ ra ông quẩy nữa. Dạ. Ok quý vị, thì bây giờ Thành Nguyên cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thành Nguyên trong những hoàn cảnh mà Thành Nguyên đã ghé thăm. Còn bây giờ thì Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị. Và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe nha quý vị.